ở miếu đó đâu. Có cái miếu đó, đó. Ừ. Ta vô xin số thì xin ngay cái miếu đó không? Xin số vô hả? Ừ. Ở đó. Chúng không huynh. Vậy ta đốt nhang, ta xin trong cái thuốc đó, đốt thuốc trong cái miếu đó đó. Đốt cái miếu nhỏ xíu đó. Có ma không? Ở trong đó không có bằng cái miếu này nè. Có trong đó. Ở đó có cây me đây nè. Cây me bị người ta hạ, bị đánh. Rồi mấy người hạ cái me đó rồi có về có bệnh hoạn gì không? Người ta giái mà lúc đó giái rồi. Ừ, yeah. Chứ không sao không? Cái me bự lắm trời, cháy thật ơi. Không có lúc đó, cái me nó có bự mà vậy. Bây giờ nhờ sư huynh đi qua bên cái nhà bệnh được không sư huynh? Đi đây đây đây. Đây đây. Này có sư huynh dẫn đến cái miếu cái ngôi nhà quan nghe quý vị. Nhà này ghê quá, nhà ví dụ gì đây? Nhà này nhà thì sao? Lúc mà mấy người ta ở đây nữa. Dạ. Yeah. Với nhà bà gì chúng ở đây. Ơi nhà này có ở trong đó có gì trống không? Mình vô vô trống luôn được. Có bình thường có. Vô luôn nha. Có vô xin số để cho đấy. Dạ. Yeah. Có hỏi cái đốt nha, tôi xin đó. Có cái miệng nhỏ. Có cái mái đó. Là cái miệng đó là. 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 Cái này là không ai vô luôn nè. Đây này con hiểu này nè. Ta xin số đây mà. Để xin ngay đây không? Quên. Nó nói vô trong luôn Quên. Rồi nó ngồi. Nha, xin hiểu mùi trên cây chứ cũng vậy. Không muốn ăn gì. Nói dốc ông kia đó. Này là nó thích đó. Quên ngồi đây đi cho Quên. Ồ cái này có hiểu luôn nè. Có ông hổ lâu lâu ta là cúng là con linh à dạ đó ôi ôi nó mua gì đó hôm nay thấy ghê quá. Cái này kỳ lắm. Cái món nào ghê dữ hả? Bỏ đường ghê quá. Ông nói giống ông đẻ quá hả? Có lỗ tai, lỗ tai giống con voi. Ở cái lỗ tai giống con voi. Con voi đúng không? Ừ. Đúng rồi, cái bụng nó đòi hỏi ông đẻ. Sao kỳ vậy chú Huynh? Chú Huynh tên gì vậy chú Huynh? Tùng. Tên Tùng hả? À, chú Huynh năm nay nhiêu tuổi rồi chú Huynh? Có 4. Tối nay mình lại đây mình lại đây mình cầu cơ mình xin số được không chú Huynh? Được. Chơi luôn ha. Rồi. Tối nay thì Huynh có xài đi. Huynh có xài đến số điện thoại quá bảo. Không. Có cái chị đó xài đó. Không rồi, năm mươi vậy. Chị đó chị cầm. Nè người ta cúng cái cây người ta giục bỏ. Mấy miễu này linh lắm á. Ừ. Mà sao bây giờ không thấy ai cúng hết trơn Quỳnh? Mấy người ngày gầm người ta mới lại cúng. Vậy thường nó cúng à? Nè có chiếc cây có đàn cày gì ta cúng đùm đùm. Thì chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh kể cái dược ở cái nhà này lý do sao người ta bỏ chị Quỳnh? Tại ghi nhà quay lại cho gặp mặt chú Quỳnh cho thấy hình ổn. Nó nói vô đó quay lại rồi cái miếu luôn rồi thế là không có ngồi sát đâu ngồi quay lại rồi hồi hồi đi nữa kể sự tích của cây me nữa. Kể gì tích cây me đó. Cây me đó mới hả đó. Cây me đó sao Quỳnh kể chút xíu coi. Cây me đó hồi đó nó bự dữ lắm tờ. Một chà bá vậy nè. Ta bốc không nổi luôn đó. Mà lý do là sao mình phải hạ cái me đó Quỳnh? Cũng người mấy người dân tộc á, người ta cúng người ta cười đi đem về chụp. Đó làm dáng làm gì đó. Cái me nó cháy lắm tờ. Quỳnh, cái ngôi nhà này nó linh thiêng không Quỳnh?
linh lắm á. Yeah. Bữa đó người ta xin số đó ra cái cầu. Cái chỗ đó cái miệng lúc đó mà đó xin số ta cho nghe chốc luôn cậu. Xin số mà người ta cho nghe chốc luôn. Cho cái nhà cái bà nãy đốt nhang đó. Nam mô Di Đà Phật. Ủa chào chú Quỳnh. Nam mô Di Đà Phật. Có sao đâu. Cho. Ê có dân giới hoàng thôi. Ở đây cho thấy hoài gì. Ờ. Dạ. Vậy là thì tôi thông ra ngoài đi, mình tiếp chuyện với Xuân ở ngoài đi. Ờ, đi 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 ra ngoài đi. Đi đi ra ngoài chứ bên đây. Ra ngoài. Ra ngoài đi. Đây. Đây tôi cho thấy hoài chứ. Ờ đi đi đi. Lâu lâu cái ta trúng hoài mấy người đó. Ừ. Đi từ 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 ra đi. Trên trăm năm hả? Trên trăm năm rồi. À, không phải mới đây. Đó nó kể cho nghe đi. Rồi sắc mà sắc rồi. Sắc rồi. Sắc này sao mà xét nó nổi. Vậy đó là người ta chưa làm. Này là ngôi nhà hồi cổ ngày xưa nè. Ôi sắc. Sắc này không có xét nổi rồi. Tới giờ còn mấy trăm năm mà còn tin luôn ha. Sắc này giờ mà đem một cái mình như bằng đồng quá. Có nhà nhà này là nhà bởi. Nhưng mà cái này cả hụt cỡ chào pháp không chào chú? Pháp chú trước chào pháp. Trước chào pháp luôn hả? Trước chào pháp luôn á. Thấy cái nhà này cũng mấy trăm năm rồi. Ông ba tôi không ở đó đó. Ba tôi. Ba tôi. Ông ba có sư huynh hồi nào ở đây đó. Ông ở Long Cháy. Ở dưới Long Cháy mà chỗ bến đá đi xuống đó. Cái nhà này cái kiểu cắt quá quá thường. Ông ba huynh ở trong này hả? Đó bà tôi đó, ông đứng ông cắt cỏ đó, ông ba ông đối nó. Thì ông gọi cái nón ông cực cực với ông đó, đó. Hồi đó ông chưa lên đây ở nữa. Trước chào pháp không? Không phải, bà văn này không phải chào pháp. Trước hồi đó lặng. Trước hồi đó luôn. Hồi đó mà trước hồi đó nữa. Ấn Độ, coi chuyện Ấn Độ gì đó. Trăm Ấn Độ. Đây. Xim á. Cái nhà này mà không ai dám phá đâu lụm. Dạ. Yeah. Không ai dám phá cho thôi. À. Nhưng mà chủ đất này giờ là còn họ cũng không phá đâu. Ừ. Đâu, ở đây hả? Ủi đây nè, ủi đây dọn chỗ này nè. Không ủi nha. Ờ. À. Vậy là con ngôi nhà này. À, Quynh là thường thường có đêm ra đây không Quynh? Hả? Thường thường mới đêm nó có đi vô nhà không? Có dám đi đâu. Sao ạ? Ghê chết. Ghê, ghê lắm hay. Rồi, tối nay vẫn đi ha. Giờ tối nay ở đâu Quynh ở đâu thì tối nay ở đằng kia kìa. Rồi tối nay Quynh đệ mình đi nha. Có gắn nữa kìa không? Đâu? 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 Gắn lớn không? Gắn lớn không? Kìa. Bự hả? Đâu? Cái bự không? Đâu con? Này. Xin chưa Quynh lại đặt đứng này chỗ đó đi chưa Quynh. Cái lại đứng lên trên cái cây nhà. Quay lại. À đây. Đó, thì Quynh này là kể gì lại cái ngôi nhà này là trước chào pháp luôn cả nhà. Thì ở đây là bây giờ ngôi nhà này không ai dập đập phá cho hả sư huynh? Ai dám? Ờ thì thằng này là ông tối ngày ông trộn tối ngày đây. Này bằng đêm mình có thấy ma gì không huynh? Không. Không có thấy ma đâu mà mình đi mà ai đi ngang là chạy xe ngang gặp chạy không chạy nhanh không đi ngang đây là phải có bị xô đâu ông chú không có xô mà có cái ta gặp cái nhà ngang người ta chạy gì luôn vậy đó người ta sợ ha cảm giác ta sợ vì mình gần đây kìa thì mình thấy cũng thấy mấy như cái ngôi nhà gì vậy thấy Quynh cảm nhận như thế nào sợ không ở nó còn không ông ở đây nè ông có sợ gì đâu có thấy gì đâu dạ ông dám vô đó ông chút xíu mình đi vô trong luôn rồi như trong có cái xài giống gì đó có cái xài giống đi Quynh em vô trong cái xài kìa cái xài chứ cái gì không có xài đó có xài giống đi vô cái xài cái gì?
Không, cái này phải xài chứ phải xài á. Chúng giống người xài thôi. Đi chẳng thẳng đây xuống đây. Ồ, ok nè, đó cái này. Ồ. Không phải là trời. Dạ, nó mô như cái trời. Cái giống cây xài ha. Giống cây xài quá, không phải cây xài, lá dân xài. Thì cái nhà này là trên ha. Cái này là cũng này, này là cái thấy trên 300 năm á. Trên 300 năm. Đó rồi. Con nhỏ quá trời, không ai dám mở. Ồ, nhà lực lượng gì mà không ai dám mở chứ Bình. Ừ. Rồi. Này mày xây tường bằng đá luôn chứ đâu phải gạch đâu ha. Đá ở trong đó. Bằng đá mình. Đá. Ờ, xây bằng đá luôn á. Đá mình đó, có gạch đó. Gạch đó gạch thẻ, không có gạch ống nữa. Thời đó là đâu có gạch ống đâu. Bà chú ống nó không có đem buồn hoài. Ông bây giờ ông ruộng bởi vì nó mới hơi trống về chứ mà nếu mà không ấy rồi cũng bỏ lâu như cái đâm rừng nhưng mình bay qua đó luôn không Quỳnh hả? Đâu mình bay qua đó được không? Rồi cái đó mình xuống đường đó ra đường đó được không? Không có đường đó xuống được đâu. Bay xuống cái này mình qua anh em qua căn hộ bên đây luôn đi. Mình đi phải khám phá chỗ hết luôn á. Nãy mình khám phá ở bên kia rồi, cái này mình giờ mình đi qua mình kia bên khám phá bên cái này. Qua được không? Qua được không à? Được không ha? Rồi ok. Ở trong này có ốc gì nữa nè. Chưa bên này. Quá, lực lượng quá cả nhà. Chúng nó mình xuống được đó được không Quỳnh? Được mà. Được hả? Đứng trước đó luôn. Cửa sổ còn nhiều, cái này mà đa, xây bằng đá luôn rồi. Đá luôn á. Chứ không phải mà xây bằng gạch nha. Cái này là cái gì Quỳnh? Cái gì đây? Không biết khác cái xài không? Không phải cái xài. Cái xài đâu lá dài gì dữ à? Cái xài là lá như xíu à. Ờ, lá xíu à. Cái này kêu cái gì cái bún. Ừ. Không phải cái bún. Bỏ qua lầu. Tường là làm bằng đá không đó. Xây đá chứ phải ngồi gạch đâu. Ở nhà người đó. Hang động cái gì để trong hang động con? Đâu? Trong hang động đâu? Đâu chỗ nào đó con? Đâu. Con bé bé đó. Để trong hang động không? Thôi tôi chỗ nào đâu? Đây là mấy cái lỗ này con để đồ. Phải con? Mấy cái lỗ đó. Không, ở đâu có cái hang động ở đâu thôi. Ở đâu không? Ông mấy trên đó nhiều lắm á, hang động ở trong đó nhiều lắm. Hang động nhiều lắm á. Hang động đó để gì trong đó? Để cái gì? Để xương vô trong chổng hết luôn. Để dạ. Xương á. Xương của ai? Xương của ai? Xương của người ta chết á. Dạ. Ủa gì hả? Xương người ta chết hay con? Sao con biết hả con? Sao con biết? Dạ. Dạ. Ta nói á. Trời ơi, từng có để vàng với trống á. Có vàng con? Có luôn. Ừ, có luôn. Bẻ là trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lỗ tai kỳ hơn người ta thôi. Lỗ tai nó ngộ nè, tai giống mấy nè. Lỗ tai kỳ nha. Có vàng luôn hay con? Con chỉ chú được không? Đâu, chỗ nào đây? Ở trên chổng đó. Đâu đó. Cậu bé này nói trên mấy cái lỗ đó nó nghe gì? Leo. Mấy cái lỗ là chú vàng ngay trên đó. Tâm leo lên cảnh luôn ta. Cái gì luôn con? Còn để cái gì nữa không? Con, để nhiều lắm á. Mà ai nói con biết nè? Người ta nói đó. Người ta nói con? Ở trên tôi không giờ nói là người ta nói. Này con nói đàng hoàng là người ta nói là người ta nào? Bình ta. Ở trên trời đó. Ở vậy là trên xuống nói hả? Trên trời cái gì vậy? Dạ trên trời xuống nói gì con? Con tên gì hả? Minh Hiền. Có điển về luôn đấy vậy. Cái lỗ tai kỳ lắm ta. Con, nhắm mày nhắm nghe con nói mà cái gì chính xác không con? Chính xác. Con chỉ đi chú leo. Rồi con. Mà con cho chú lấy không? Cho không? Cho phải không? Cho chú này lấy không? Cho. Cho hết luôn hả? Cho ba chú luôn hả?
chú này không có được nha, chú này ấy lắm đó, chú này giàu lắm rồi, không cần tiền nữa con. Mình nghĩ rồi, chú lấy được không? Lấy được. Chú lấy được. Chú này lấy được không? Được luôn. Có công đức, con công đức. Vậy mà ai cũng được hết trơn rồi. Ba người có không? Có không? Có không sư huynh? Cái gì nó chính bản nó kề. Nè, 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 con nói là lỗ hai huynh có hả? Huynh xác nhận là có cái lỗ hả? Mày bây giờ nó nằm ở đâu? Cái lỗ đó giờ nằm đâu? Lỗ ở dưới chân hay là lỗ trên tường? Cái lỗ ba tôi chỉ rồi. Ở dưới ông chỉ đi coi đi con chỉ chúng đi chỉ chúng cái lỗ đó, cái lỗ đây hay đâu. Ê, con đừng đừng đi đâu cái chân á, đây cái lỗ đó nè, nói ở trên đó mà, ở trên trời đó, trên đó, trên ba lỗ mà cây công nhận cái nhà này ghê quá. Ừ, nhà này ghê. Quên quên ở đây mà còn quên xác nhận thấy ghê hả? Ừ, mà ta đi ngang ta chạy xe bình thường chứ không có chút kỹ. Ừ, ông ổng 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 kêu ổng vô chỉ có cái lỗ chỗ nào đó, không lẽ cái hà cái đường hầm ta, đừng khổ báo nghe. Không lẽ cái đường hầm cậu bé ơi, cậu bé dắt này, cậu bé giờ ổng ứng lên chỗ cô, cậu bé gặp cái vàng để đâu? Vàng ở trên đó nhiều lắm á. Vàng trên đó nhiều lắm, chữ thằng con biết vàng không? Vàng là biết. Sao vàng là sao? Vàng thật luôn, dài lắm luôn. Ồ, vàng thiệt luôn. Dài lắm luôn. Không lẽ không nói người ta cho ấy như vàng nên là để cho bó ta. Nói người ta moi hết rồi, moi lỗ chân luôn. Cái đó là cột kèo hay gì? Cái cột kèo nó đưa qua đúng không? Mấy đường này cột kèo nó đưa qua. Không phải, không trong đó làm gì cột kèo, trong đó làm gì có vàng giống. Kèo ta để vô, hết trong cái tài đó. Trong hang đó luôn á. Ờ, trong mấy hang này có chưa? Sao con biết? Cái hồi đó biết hồi đó người ta lên ảo mà sao mà ta thấy cái nhà vậy? Con ở đâu mà con thấy? Con nhà con á. Con ở nhà con thấy hả? Rồi tôi thấy. Tôi thấy kỳ quá, tôi ốc phát tôi nổi dần lên cái nhà. Nào giờ mới gặp. Đi ra đi. Bây giờ con đi. Con đây nè, con đây nè. Bây giờ con chỉ cái chỗ nào mà có chỗ nào con lại đây, chỗ này nè, con gặp cái chỗ nào nguyên lý chỗ nào nữa, cái gì nữa không con trả lời. Con biết, con biết rồi. Ở chỗ này nhiều cái hang động có luôn á. Có lỏa ông tao con đi rồi, nhiều hang động có hả con? Không, nhưng mà trong ngôi nhà này đi theo đi đây bắt cái bé đâu con nữa. Nó chỉ hang động ở ngoài á, đi ngoài đây nè, đây cái hang đi, đây có cái hang này nè, cái gì đâu cái hang chụp cái ông cưỡi đi, cái hang nghe hang động. Này cái hang đây nè. Bữa không? Dính mấy cỏ sầu ấy. Cái gì vậy? Cái hang đâu? Đó. Có cái hang không? Hang chuột hay gì á? Bữa đâu? Đó. Chỗ mới bước xuống này nè. Sâu lắm rồi. Quá sâu rồi. Bây giờ bước ra hết rồi. Rồi mượn cái lưỡi hái của ông ba tôi, ông già gà, ông ba tôi gà cưa. À, cắt mấy cái cỏ ra. Con ơi, mình khám phá tới luôn. Ừ, cái hang có hàng này, có hàng này. Ủa, cho con chi đó, cái hang đó chẳng. Mỗi này có hang này, hang ta nằm đó. Bưng, lấy lưỡi hái vô không? Mượn ba chú kìa. Mượn không? Bỏ. Mấy cây này làm như cây thuốc nam đi đây. Đá. Đá gì đóng bơm làm cái chưa ấy, bằng ông hay là cái gì cái công là rồi tôi biết rồi, đá thì đá không ha, xin an toàn mà xây đá không, tường này là tường đá xây tường nhà là tường gì đó mà cho được cái nhà này, mà cái nhà này trước chào tháp như vậy. Ở đó người ta ở đây nữa nè, ta có cái nhà một à. Ừ, thì có bé thôi. Rồi, bé ra ngoài. Mà mấy cái lỗ đó thì Huynh nói thường thường nói trên đó là cậu bé chỉ nãy thì Huynh nói đúng không Huynh? Cái trên đó có cái gì Huynh? Có gì đâu? Cái lỗ đó cậu bé nói hài cốt với bé trên đó đó. Đưa vàng cho nó. Có không Huynh? Mà đó nghe nó ta chết cái chung. À mà thì cậu bé nói vậy đó thì Huynh nói làm sao? Hay Huynh là có không? Trên mấy cái lỗ đó thấy phét lỗ nhóc hết trơn đó, chắc người ta đã đào hả Huynh? Ta đào. Người ta đào hả?
ghê quá. Thôi mình đi ăn đây. Tối ta cũng đi ngang đây bình thường. Cái bọc này chim thay vô nó mổ. Có cái bọc trên đó. Đâu ra, đâu ra. Nằm. Đâu. Tắc con ơi con, mấy cái lỗ đó cho chúng tìm rồi không có hay có. Nam mô Di Đà Phật. Gắn lớn vậy? Như cái hộ đường. Như cái hộ đường không chú? Nằm ở đâu đâu chú? Trong đó rồi cái đi. Gì hả? Bởi vì trong đó có hàng. Vậy là ở đây là mà có hàng hả chú à? Rồi y đi đầu. Đi hả? Đi hả? Cái hàng nó bự lắm đó, nghe tôi nói chị đó. Nó bò ngang lỗ luôn á. Gì đây là ngày xưa có cọc gắn à. Chứ hồi đó cái nhà này có mình lên cái nhà có mình anh ta ở à. Bà đó bà ở đây nè. Nên bà. Sao lắm thiệt là tình. Sao? Sao. Hàng gắn á. Tào lao. Cái hàng gì con hàng vàng. Hàng vàng hả? Con hay hả? Hàng vàng là cái gì? Dẹt lấy lưỡi hái dẹt coi. Lưỡi hái đâu dẹt? Kè lưỡi hái của ông chú đó. Dẹt coi thấy. Không có ông ơi. Không biết cái bà lạ thôi hả? Nhiều khi lắp lại cậu bé ra cơ mà. Phải không con? Có hàng vàng không? Con xác định không? Con hứa không? Xác định luôn. Cậu bé xác định là có hàng mà người lớn nó không có. Sao mấy ông chú đó nói không có mà con? Thôi con nhớ là con nhiều khi cũng nói dốc đó nha. Con có nhiều cái vàng nó đó. Con có nhiều hàng vàng đó. Có nói nhiều mà hàng vàng chỉ luôn mà hỏi ai chỉ trên chỉ. Có mà mày chưa chỉ điểm được ha. Trên cao mới vàng mới nhiều. Không? Dạ. Đi. Chỗ nào nó càng nó đi chỗ nào. Chỉ nó càng. Trên cao là chỗ nào con? Đây đây, cậu bé đi cái chỗ cơ vàng này. Lỗ nó đó hả không? Ở trên này cái gì có để ý không? Cái có những cái khổ bị người ta đập phá khai thác đó đó, nó có những cái lỗ đó, trên đó có những cái lỗ như cậu bé chỉ là trên đó. Còn đâu nữa không con? Cậu bé lạ lắm, cái gì nhà này là bỏ quan trước từ trời khác nền móng là gặp mà cái gì coi đẹp đó ha. Dạ, rất đẹp. Nhà này hồi xưa mà xây được cái nhà này. Kìa trong đây nè, xem cái bé trong. Ở đâu? Rồi chú đọc được không? Đập ngang nghe. Đâu chỗ nào cái lỗ đó đó. Lỗ nào? Vậy làm sao mà đập ra đây? Lỗ đó đó. Đó cái gì thấy không? Lỗ. Đóng vàng luôn. Trong đó đóng vàng luôn. Trong đó có cả đóng vàng. Đóng vàng như vậy nè. Trên nào con? Trên trời nói con hả? Trên trời nói luôn hả con? Đi, giờ con chỉ đi chú lên nè, chú lên đó nè. Leo lên đập luôn đó. Bây giờ con cho mấy chú lấy phải không? Cho chú này lấy. Cho chú nào? Chú này, hai chú này. Chú này cho. Ô vậy hai ông ăn ở rồi. Rồi chú này lấy được không con? Không. Không luôn. Sao vô duyên vậy? Không được rồi, vậy để tôi lấy quay. Chú lấy nha, cho con nha. Chú cháu mình nha. Mình lấy cái thức lên mình lấy sao? Cái thức mình lấy sao? Nè, mình có đọc gì không? Người ta cái đọc con á. Con lấy gì lấy dạng nhiều lắm. Dạng trọng trọng nhiều lắm á. Ý à, nói con là dạng trọng nhiều lắm. Ý mình lấy dạng cái thức sao mà lấy được? Lấy đồ
được bơ ga. Bơ ga, đập ga, bơ ga. Đập ga. Đập ga. Chị lấy cái búa lại đập rồi có bị gì không con, có phạm không? Không. Không. Chắc ăn không, chắc ăn không con? Chắc ăn. Chắc ăn luôn hả? Chắc ăn gì kết luôn hả? Còn chỗ nào nữa không con? Còn chỗ, chỗ nào có vàng nữa không con? Giờ con chỉ dưới đất á, dễ thì dễ lấy, chỉ cho nó quá khó lấy à. Ừ, chỉ dưới đất rồi, còn dưới đất rồi. Chỉ đất rồi kiếm... Chỉ dưới đất rồi, chỗ nào có. Chỗ nào á? Con. Cái này là dấu người ta cải gặp cho thầy cái. Bây giờ để con chỉ chỗ nào đi. Con chỉ nhỏ nhỏ nhiều lắm. Ở dưới đất rồi, con chỉ dưới đất đi. Con cái ở... Không, bây giờ con bé nhìn trên đây. Không, bây giờ kiếm dưới đất thì về dễ. Coi chỗ nào dưới đất á. Con chỉ con giấu dưới đất không? Còn dưới đất nhiều lắm á. Dưới đất là chỗ nào? Chỗ nào đâu? Dưới đất là dãy đạo, còn chỗ đó tường không đập có đâu. Để kìa cái gì vàng tư kìa, vàng tư dưới đất. Hả? Còn chỗ nào khu nào có vàng nữa? Có vàng ở dưới đất nó nhiều lắm, có lỗ nhiều lắm bên đó. Rồi có chỗ nào đâu có? Đâu là con kia, đi đi luôn. Đi luôn. Nên mình là cậu bé này dẫn cô báo này có gì? Dẫn đi. Tìm cô báo này. Chắc ngàn tỷ tỷ bằng trăm đi bình thường con, đi bình thường. Bé ơi, có thể là tỷ 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 bằng trăm có không? Có không? Có luôn tỷ tỷ bằng trăm luôn không? Cậu bé tỷ tỷ bằng trăm có luôn. Đâu? Dừng nó luôn không? Đâu? Ta đóng cửa mà. Đóng cửa. Chỗ nào mấy bên này có không? Có hai. Mấy bên này có không? Giống nhiều lắm. Giống nhiều lắm hả? Giống nhiều lắm. Cái nè, cái thời đó là ai giấu con? Người ta giấu. Mà ai giấu cái thời đó là ai giấu? Ai giấu vậy? Trời giấu xuống. Người dân giấu cái gì hay là người nào giấu? Người dân giấu mà. Chú ơi. Lại đây con hỏi thăm chút là đứa bé này cũng nó nói chuyện công tác đứa cái những đứa đó khác chứ dạ nó nói ở trên cài luôn. Nó nói khu vực này vàng dân chúng giấu nhiều lắm mà tại mình không biết đó chú. Tại hồi đó cái bồn vàng đóng góp cái bồn vàng sau đây là lúc đó là khu vực này là người ta đào vàng. Ừ, bồn vàng đây coi thấy kia. Ừ. Vì sao bây giờ là không ai đào nữa là lý do cho chú? Vì đó ta ai biết đâu ta người ta nghĩ thì mà cũng có ông có bộ cũng có có khi nào mưa nó lòi lên không chứ? Ông là hơi mới gặp. Mình đi vòng vòng khu vực này khu vực vàng ta ơi. Khu vực vàng. Dạ mình đi vòng vòng mà nó cũng lòi lên nha. Cũng hơi thì vô à. Dạ. Thì có mấy ủi nè, mấy ủi làm gì nè? Thì cái nhà này rất là đẹp nha, mà ta bỏ uổng quá nha chú. Ghê gì cho ba người ta cứ kêu ông được phải không? Dạ. Người ta đâu phải. Vì nhà đó có chủ hả chú? Có. Rồi đó có chủ người ta đó. Đi cao ông đó lại chủ đó. Ông nãy là chủ hả? Ừ. Ba quy giờ gì học hơn tu dính được bao bố gì vụn thạch. Dạ. Có chuyện vô vô nhà nó phù sạch kìa kìa ông ra kìa. Không ra ông là không có. Dạ. Bà con ông có nhà đây không à? Dạ. Nhà nó lập đá con. Dạ. Ấy chờ nha chú. Đây là làm trồng gãy quá. Ấy chắc trồng gãy quá chú. Dạ. Dạ. Ồ nát này chắc kêu gãy chắc xuống à. Cái nhà này chắc chưa tích hồi đó. Dạ. Đó là chủ đó. Không quá đâu. Nhìn cái sông. Dạ. Chủ là người vô tộc. À chủ nhà là người dân tộc nha. Dạ. Lại đây hỏi thăm cậu bé xíu, cậu bé chỉ về tìm kho báu vàng của gì. Sao chỉ chưa? Cho tôi lấy rồi. Cho chú lấy không? Không. Lý do sao? Có
có cậu bé nói là có gì con nói lại coi. Vàng đúng với dài như vậy nè. Không mình em chú nói lúc trước tao đầu vàng đi mà. Rồi có cái gì nữa con cứ giá anh có cốt. Có luôn. Dạ. Yeah. Tay giống người xưa trở lại nữa. Con có đi học không? Có. Rồi bây giờ thì làm sao để mình lấy ba cái vàng đó lên được con? Cho rồi mà chú không biết cách lấy nè. Xuống chung xuống đi lấy. Chung xuống đi lấy hả? Có hầm ở dưới hả? Có cái hầm ở dưới, có hang ở dưới này. Có hang ở dưới nhiều lắm. Hàng lớn không? Lớn.